Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Vừa kết thúc họp báo huấn luyện viên Park Hang-seo tức tố chốt 11 cái tên đấu Nhật Bản vào ngày mai. Thưa quý vị, tiếp đón tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ngày 11 tháng 11 tới đây, thầy Park nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung nhân sự quen thuộc mà không có nhiều sự xáo trộn. Bước vào vòng loại cuối cùng World Cup, tuyển Việt Nam bị đánh giá là yếu nhất bảng B và trải qua 4 trận thất bại liên tiếp. Ngay cả khi nắm được lợi thế trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng liệu đoàn quân áo đỏ có giành được điểm hay không thì rõ ràng đây là bài toán khó. Không còn nhiều sự lựa chọn khi mà Văn Lâm, Văn Toản lần lượt dính chấn thương. Việc đảm nhiệm vị trí bảo toàn cho khung gỗ tuyển Việt Nam sẽ là thủ môn Tấn Trường. Phía trên là bộ ba Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh. Tuy nhiên, với việc Đình Trọng tuyên bố bình phục chấn thương ngày 8 tháng 11, rất có thể ông Park sẽ coi đây là sự lựa chọn đá chính. Việc thiếu đi đôi cánh Trọng Hoàng, Văn Hậu khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang có Văn Thanh, mẫu cầu thủ đa năng chơi cả hai cánh. Có thể là hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai được đá chính bên cánh trái, còn cánh phải thuộc về Hồng Duy. Hàng tiền vệ vẫn là cái tên quen thuộc Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải. Trên hàng công, thầy Park nhiều khả năng sẽ lựa chọn Công Phượng, Tiến Linh. Trong quá khứ, bộ đôi này từng bắt cặp rất tốt trong trận đấu với Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Ngoài ra, huấn luyện viên Park có nhiều phương án dự phòng với những siêu dự bị chất lượng như Minh Vương, Văn Toàn, hứa hẹn tạo đột phá khi được trao cơ hội. Tình hình lực lượng Việt Nam với Nhật Bản. Việt Nam không có sự phục vụ số 1 trong khung gỗ là Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng thì chưa thể trở lại. Nhưng Minh Vương thì mới đây báo tin mừng sẵn sàng tái xuất trong trận đấu với Nhật Bản. Bên kia chiến tuyến, Samurai Xanh đón sự trở lại của Rich Sudon, song họ sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Takefusa Kubo vì đang bị dính chấn thương. Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh. Huấn luyện viên Park chọn xong thủ môn từ Việt Nam bắt chính trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo quan sát chăm chú các thủ môn từ Việt Nam ở buổi tập mới nhất trên sân Mỹ Đình trước cuộc tiếp đón Nhật Bản. Tối ngày 9 tháng 11, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nhật Bản ở lượt trận vòng loại 3 World Cup 2022 ngày 11 tháng 11 tới đây. Các đối thủ tỏ ra háo hức khi được tập luyện và thi đấu trên mặt sân mới, được cải tạo rất mịn, phẳng, giúp đường bóng đi được sắc nét hơn. Trong khi đó thì thầy Park giữ nét mặt trầm tư trong phần lớn thời gian buổi tập. Chiến lược gia người Hàn đang có nhiều bài toán cần tìm lời giải khi đối đầu với đối thủ mạnh như Nhật Bản. Trong đó vấn đề lựa chọn thủ môn bắt chính cho Việt Nam rất được lưu ý. Ở buổi tập tối ngày 9 tháng 11, sau phần làm nóng cho cầu thủ, huấn luyện viên Park di chuyển về phía cầu môn nơi huấn luyện viên Nguyễn Thế Anh tập cho 4 thủ môn Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Chuẩn. Nhà cầm quân 64 tuổi chăm chú theo dõi những người gác đền tập luyện và đưa ra các chỉ đạo cần thiết. Trong bối cảnh vị trí số 1 Văn Lâm vắng mặt vì chấn thương, Văn Toản thì mới bị viêm vai. Vị trí chân giữ khung thành từ Việt Nam là sự cạnh tranh của Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Chuẩn. Trong số này thì Tấn Trường là người được đánh giá cao nhất nhờ phong độ thi đấu khá tốt thời gian qua. Thủ thành quê Đồng Tháp sở hữu chiều cao tốt nhất tuyển quốc gia với 1m88, được kỳ vọng có thể làm chủ những tình huống bóng bổng của Nhật Bản, thứ vũ khí được đội tuyển xứ mặt trời mọc rèn luyện nhiều thời gian gần đây. Trước cuộc đối đầu Nhật Bản, Tấn Trường được kỳ vọng tạo ra những khoảnh khắc cứu thua ấn tượng như Văn Lâm đã từng làm được ở tứ kết Asian Cup 2019. Trận tứ kết Asian Cup 2019 với tuyển Nhật Bản luôn là điểm sáng của tuyển quốc gia dưới thời thầy Park. Quang Hải và đồng đội đã chơi một trận sòng phẳng và chỉ chịu thua 0-1 bằng bàn thắng có phần tranh cãi của Rich Sudon. Ngoài một thế trận phản công sắc nét, Việt Nam phòng ngự kín kẽ. Trong đó khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là tình huống Văn Lâm cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Takumi Minamino. Tiền đạo của Liverpool có biểu cảm bất ngờ, thậm chí sốc trước phản xạ của Văn Lâm. Đó chính là tình huống được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước cuộc đối đầu Nhật Bản. Lúc này câu hỏi về vị trí thủ môn đã được nhắc đến. Phong độ của Tấn Trường. Ở đợt tập trung này, thầy Park gọi các thủ môn đó là Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Toản. Và đến ngày 8 tháng 11, Văn Toản tái phát chấn thương vai, nhiều khả năng nghỉ trận gặp Nhật Bản và Australia. Sau đó thì thủ môn trẻ Văn Chuẩn được gọi bổ sung. Việt Nam duy trì số lượng 4 thủ môn, trong đó rõ ràng Tấn Trường có nhiều cơ hội bắt chính hơn cả. Ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên đất UAE, anh bắt chính và thể hiện rất tốt.
Đặc biệt ở trận gặp Malaysia, Tấn Trương có nhiều pha cứu thua dẫn đến chiến thắng 2-1 quan trọng cho Việt Nam. 3 điểm trước Malaysia giúp thầy trò ông Park giành được tấm vé vào vòng loại 3. Đến trận gặp Saudi Arabia ở vòng loại 3 World Cup, Tấn Trương tiếp tục trở ấn tượng. Anh ra vào hợp lý, làm chủ không gian tốt và có nhiều pha cản phá. Thậm chí Fahad Al-Mughallad còn tức giận khi bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Tấn Trương. Trước những cú sút xa, thủ môn gốc Đồng Tháp vẫn đứng vững. Anh góp công lớn giúp Việt Nam đứng vững trong khoảng 50 phút. 3 bàn thua mà Tấn Trương phải nhận đều không có lỗi của anh. 2 trong số đó là bàn thắng trên chấm phạt đền, mà còn lại đến từ cú đánh đầu cận thành của cầu thủ đối phương. Ở cuộc đối đầu Trung Quốc, Tấn Trương tiếp tục chơi tốt. Anh cản phá được cú dứt điểm chéo góc đầu tiên của Guley nhưng không thể cứu thua khi mà Zhang Yuning băng vào đá bồi. Đến 2 bàn thua tiếp theo, lỗi thuộc về trung vệ trẻ Thanh Bình. Tấn Trương xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho suất bát chính ở tuyển Việt Nam. Cơ hội nào cho những thủ môn còn lại? Trong cuộc đối đầu Oman, Văn Toản được trao cơ hội khi Tấn Trương dính chấn thương. Sau Văn Lâm và Tấn Trương, thủ môn câu lạc bộ Hải Phòng là người được thầy Park tin tưởng nhất. Khi Văn Toản tái phát chấn thương, cơ hội chia cho Văn Hoàng, Văn Chuẩn, Nguyên Mạnh. Trong đó, Văn Hoàng khó có cơ hội khi anh thường xuyên bị gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Văn Chuẩn lại chỉ là thủ môn trẻ được gọi lên tuyển chủ yếu để tích lũy kinh nghiệm. Nếu không phải Tấn Trương, Nguyên Mạnh là người nhiều khả năng bắt chính ở tuyển quốc gia. Ở V-League, anh thể hiện phong độ ổn định. Nguyên Mạnh có 1.800 phút thi đấu ở mùa giải 2020, chuỗi 6 trận anh giữ sạch lưới ở giai đoạn 2, góp phần không nhỏ vào danh hiệu vô địch của câu lạc bộ Viettel. Đến mùa 2021, anh giữ sạch lưới 4 trận, chỉ mới nhận 9 bàn thua, thuộc nhóm ít nhất của giải đấu. Nếu được trao cơ hội ra sân, Nguyên Mạnh phải đối mặt với những rào cản tâm lý. Anh từng mắc sai lầm ở AFF Cup 2016, nhận nhiều lời chỉ trích. 5 năm qua, Nguyên Mạnh chưa một lần bắt chính ở tuyển quốc gia, đây là một rào cản lớn. Bên cạnh đó, chiều cao 1m78 của Nguyên Mạnh cũng là bất lợi khi so sánh với Tấn Trường. Thủ môn câu lạc bộ Hà Nội cao 1m88 và sẽ làm chủ không gian tốt hơn Nguyên Mạnh trong những tình huống bóng bổng. Nhìn chung khi so với những đối thủ cạnh tranh, Tấn Trường nhỉnh hơn về nhiều mặt. Nhiều khả năng anh tiếp tục được bắt chính trước Nhật Bản. Khi đó, người hâm mộ kỳ vọng anh có khoảnh khắc tỏa sáng như Văn Lâm đã làm trước Minamino cách đây 2 năm để giúp tuyển quốc gia có điểm số đầu tiên ở vòng loại 3 World Cup 2022. Tin tiếp theo, một vài điểm yếu của Nhật Bản cần khai thác triệt để nếu tuyển Việt Nam muốn tạo bất ngờ. Thưa quý vị, dù được đánh giá cao hơn nhiều so với Việt Nam, song Nhật Bản vẫn bộc lộ một số điểm yếu. Nếu Việt Nam có thể khai thác trong trận đấu giữa hai đội ngày 11 tháng 11 tới đây trên sân Mỹ Đình, chúng ta hoàn toàn có thể tạo bất ngờ. Việt Nam tiếp đón Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận 5 bảng B vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á ngày 11 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Trong khi tuyển Việt Nam chưa có điểm số nào sau 4 trận, thì Nhật Bản cũng không để lại nhiều dấu ấn khi chỉ giành được 6 điểm sau 4 trận và tạm xếp vị trí thứ 4. Dù vậy, Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Việt Nam cả về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn lực lượng. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu triệu tập tới 18 cầu thủ chơi ở châu Âu cho cuộc đối đầu này. Đó đều là những cái tên không xa lạ với chúng ta như Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu hay là Ritsu Doan. Đặc biệt, một số cầu thủ có đang có phong độ cao ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Được xếp ở chiếu dưới, song không vì vậy mà Việt Nam tự ti hay run sợ. Ngược lại, đoàn quân thầy Park đặt mục tiêu giành điểm số lịch sử trước Nhật Bản. Dĩ nhiên, đây là thử thách vô cùng khó nhằn. Song nhìn từ những trận đấu của Nhật Bản vừa qua, Việt Nam có quyền hy vọng. Đầu tiên, hàng công của Nhật Bản tỏ ra kém hiệu quả, bất chấp việc sở hữu những chân sút lừng danh như Yuya Osako, Vissel Kobe, Takuma Asano, Bochum, Kyogo, Furuhashi, Celtic, Takumi Minamino, Liverpool. Thậm chí Nhật Bản còn ghi ít bàn hơn chúng ta khi chỉ có 3 bàn sau 4 trận, là đội có hàng công tệ nhất bảng B. Các con số thống kê chỉ ra Nhật Bản chỉ có hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rất thấp khi tung ra tới 40 cú dứt điểm, trong đó 18 cú sút trúng khung thành để đổi lại chỉ 3 bàn thắng. Điều này chỉ ra học trò của huấn luyện viên Moriyasu gặp vấn đề với việc tìm đường vào khung thành đối phương. Họ có khả năng kiểm soát tốt tuyến giữa, nhất là khi gặp những đội dưới cơ Oman, Trung Quốc, nhưng thiếu sự trực diện ở 1/3 phần sân đối phương với những đường truyền mang tính quyết định. Trước hàng thủ số đông và giàu thể lực như Oman, Nhật Bản tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Bên cạnh hàng công, hàng thủ Nhật Bản tỏ ra không quá chắc chắn, nhất là khoảng thời gian cuối trận. Bằng chứng là cả 3 bàn thua Nhật Bản phải nhận ở vòng loại 3 World Cup đến từ sau phút 70. Đây là điểm đáng chú ý bởi lẽ Việt Nam từng chơi rất hay trước những phút cuối trận Trung Quốc hoặc xa hơn là trước UAE vòng loại 2 với tinh thần nỗ lực đến từ những chiến binh sao vàng.
Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng đối thủ sẽ chơi trùng xuống ở những phút cuối để có thể vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Cuối cùng, Nhật Bản gặp nhiều bất lợi về mặt tập hợp lực lượng, khó có thể có những chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu. Họ có nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu nên có thể tham dự trận đấu tới cần phải mất nhiều thời gian di chuyển. Và thông tin mới nhất cho biết rằng chuyến bay của họ chở các cầu thủ Nhật Bản thi đấu ở châu Âu bị chậm hơn so với dự kiến nên chỉ có một buổi tập duy nhất trước khi chính thức bước vào trận đấu với Việt Nam. Chính lý do này, rất có thể cầu thủ Nhật Bản không kịp hòa nhập với nhau để tạo sự gắn kết trong lối chơi cũng như thích nghi với khí hậu, giờ giấc và điều kiện khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của họ. Trận đấu giữa Việt Nam với Nhật Bản diễn ra lúc 19 giờ ngày mai 11 tháng 11. Nếu khai thác triệt để những điểm yếu trên của Nhật Bản, Việt Nam hoàn toàn tự tin có kết quả khả quan, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng Đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!